Ấn đường chúng ta đã làm xong phải không? Ấn 30 cái cũng được. Nhớ vậy nè. Toán trúc. Toán trúc thì chúng ta cũng như thế. Ha. Người yêu. Làm hết. Trước tiên là mình so với những nguyệt cung lông mày trước. Người yêu. Tuy chút không ha. Khó chịu không chị? Tuy chút không. Dương bạch ha. Giữa cung lông mày đau lên. Dạ. Thốn. Nó đang thốn. Những cái nguyệt như dương bạch nè, hoặc là nguyệt yêu, nếu mà nó mình so thốn á thì đôi mắt của người bệnh á sẽ không bao giờ sáng được. Mình mở vậy là máu sẽ tuôn xuống lên đôi mắt được tốt, mắt sẽ sáng lên. Bên đây cũng tắt nè. Để mình so mình cảm giác được nghe cạch 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 bên trong ha. Tứ bạch. Gì? Mới nói nãy. Tình mình. Tình mình. Tình mình cái việc này là tình mình trên phía mắt á. Nghĩa là sáng nha. Đau không chị? Không. Mình so mình cảm giác được nha, chứ không phải mình muốn ấn so ấn nha. Tại vì nơi đây là dùng xương rất là mỏng. Mỏng dưới da cho nên mình so là mình cảm giác cái tay mình vừa tới thôi, chứ đừng có quá nặng tay. Nên nặng tay nó thốn chị không nổi nha. Đầu di. Rồi đó, sau đó mình quay lại mình gạch ở trên phần trán cho nó đều hết, cho máu lưu thông xuống hết. Tại vì khi mình gạch vậy nè là cái trán nó sẽ máu sẽ tuôn ra da, nó sẽ làm cho cái trán mình nó hồng rồi ha. Làm xong cái trán mình nó bắt đầu nó hồng rồi nè. Rồi mình dùng cây lăng dương này nha, bắt đầu mình lăng. Thì nhịp tim hồi nãy là em nhớ nha, nhịp tim khi mình lăng xong á mình đo lại nhịp tim mình sẽ tăng lên. Tăng lên cho nó tới mức ổn của mình. Ở khóe mắt cái gì mình làm cho khéo nha. Tại là làm đó quen rồi cho nên làm nhanh chút xíu, mấy đứa làm cũng quen làm chậm thôi tại sợ xôn vô mắt á. Mình dùng cây lăng dương này đó mình giải tỏa hết. Mình dùng cơ mặt. Điều đặc biệt á, lỗ mũi á là nó ứng cho cái tim. Lỗ mũi mà trắng bệch này nè là thường thường là khí thấp, là khí ở phổi mình nó ở tim mình á, cái nhiệt ở tim mình không có, mình lăng này á nhiệt sẽ tăng lên. Nhiệt ở tim mình nó tăng lên cho nó đập cho nó chuẩn hơn chút xíu. Người phụ nữ cái dành môi á là nó ứng cho cái bộ phận của phụ nữ. Dành môi hồng hào á thì bộ phận phụ nữ ít có bệnh ha. Cái dành môi này mà xanh hay là trắng á là phụ nữ sẽ có bệnh nha, bệnh ở vấn đề phụ khoa.
nên mình kích hết, kích một thời á, là gương mặt nó sẽ hồng lên hết, máu đưa lên nó nuôi trên cơ mặt của mình. Mình nhớ là những cái bệnh lý này nè, khi mà thấp á, những chỉ số huyết áp này kia thấp á, là chúng ta đẩy lên là tốt nhất nha. Tất cả các nguyệt đạo mình đều có vừa bổ mà vừa khai thông thì mình kéo lên cho máu nó bơm lên. Rồi cái phần đầu á, thường là chúng ta dùng cái cây này thì nó ấy quá, chúng ta dùng tay ha, chúng ta xoa. Hai chục cái nha, mỗi một bên. Tốn. Ừ. Tốn mà dễ chịu. Ừ. Nhớ là chúng ta không có dùng mạnh, không có dùng sức nha, chúng ta chỉ là dùng cái lực quay thôi. Chúng ta xác định, chúng ta lấy nguyệt bách hội nha. Nói kẹp đi chị. Ừ. Thì ở trên đỉnh đầu chúng ta là có một lỗ khuyết nè, thay vì chúng ta lấy ở cái lo tai kéo lên ha, nhưng mà chúng ta tại vì bách hội rất là dễ tìm, ai cũng có một cái lỗ khuyết ở trên đỉnh nè. Chúng ta so 20 cái. Khó chịu không chị? Nó thốn. Ừ. Sao bổ nha, nhớ sao bổ nha, tất cả đều bổ hết nha. Rồi chúng ta kéo ra, chúng ta so cái tứ thần thông luôn. Cắt cái bách hội này một phốn đó, ở trước và hai bên. Nhớ xác định nguyệt, nguyệt cho đúng rồi mình biết nguyệt đó để mình làm. Thốn nhiều. Ừ. Lấy cây cào qua, lấy cây cào cho nè. Ừ. Nói chúng ta dùng cây cào nè, chúng ta khai mở hết cái những cái nơi mà tắc á, cào rất là ê nha. Nhưng mà một lát nữa là khi máu mình cào xong, máu nó lên được á, nó chi phối ra được da đầu thì chúng ta nhẹ nhàng lắm. Cào gì đau không chị? Không. Ừ. Dễ chịu. Ừ. Chúng ta cào hết phần da đầu nha. Cào chưa quen thì cào chậm cũng được, còn quen thì mình cào nhanh chút xíu. Làm ở trên vùng da đầu này nè, nó khó hơn làm ở dưới cái phần tay chân nhà mình. Tại nơi đây là chỉ cái da đầu với sọ, cho nên mình làm vừa tới. Mình cảm giác ở cái tay của mình nhẹ quá thì cũng không được, mà nặng quá cũng không được, cho nên chúng ta làm vừa tới thôi. Ở cái phần đau đầu á, thì chúng ta không có quên cái quyệt sức cốc nha. Anh biết còn nhớ quyệt sức cốc không? Trên nắm tay không? Ừ, đây ha. Cũng so bổ luôn nha. Có thốn không chị? Có. Ừ. Cái này quyệt sức cốc này nó điều trị cho cái vấn đề đau nửa đầu ha. Bên đây cũng thế, bên đây thắt nhiều hơn, bụp 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 bụp. Ừ. Không nhiều hơn. Ừ. Hai cái lo tai của mình á là tương ứng với hai cái quả thận nha, cho nên mình nhớ về nhà mình so hai cái lo tai thường xuyên nha. Tại lo tai tốt thì thận sẽ tốt, lo tai hồng thì thận sẽ hoạt động tốt. Đau không chị? Nhớ. Rồi cái phần sau này chúng ta nghiêng người, nghiêng cái đầu bệnh nhân, chúng ta so nguyệt phong trì ha.
Không chì mình cũng là xoa bổ nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phải 20 cái thôi được rồi. Ừ. Sau đó là chúng ta dùng tay á, chúng ta kéo lên. Ha, không có đẩy xuống nha. Nên nhớ là huyết áp cao là chúng ta phải dùng tay nè, chúng ta ấn xuống kéo xuống gì. Còn những huyết áp thấp hay chỉ số thấp, khí thiếu thì chúng ta kéo lên. Chúng ta bơm máu lên đầu. Đây là huyệt an miên ha. An miên là mất ngủ á. Thường thường mấy cái thể này mấy chỉ là ngủ không có ngon đâu. Cho nên chúng ta so thêm huyệt an nguyên. An miên cũng là so bổ luôn nha. Nếu huyết áp mình muốn giải tỏa huyết áp á, cho nó cao lên á, cái phong nè mình kéo lên ha, mình kéo cái phong lên. Hơi đau chút nha chị. Rồi sau đó mình giải tỏa hết tất cả những cái vùng đầu. Thay vì mình quào đầu thường xuyên là tốt lắm nha. Rồi bên đây cũng vậy, đầu bên đây mình làm từ việc sức cốc. Sức cốc hồi nãy mình làm xong phải không? Bây giờ mình tới việc phong trì. Bước qua. Phong trì chúng ta xoa bổ nha. 1, 2, 3. Rồi sau đó chúng ta dùng tay chúng ta kéo từ từ lên nha. Tại kéo quá cái nó ảnh hưởng của làn da, nó khó chịu. Việc ép phong cũng vậy, chúng ta đều kéo lên hết. Cái động mạch cổ cũng vậy, chúng ta dùng tay chúng ta kéo lên. Mình dùng cái tay mò xuống phần dưới nè. Mình kéo lên. Mình kéo lên từ phong trì á ha, phong trì. Mình kéo lên. Khó chịu không chị? Hơi đau, hơi thốn. Chị cố gắng nha, tại cái đầu của mình nó không có được tốt, máu nó không có bơm lên được. Nên làm thì nó hơi ê ha. Rồi sau đó chúng ta giải tỏa. Khó chịu không? Dễ chịu rồi đó. Dễ chịu ha. Mình làm xong cái nhìn cái làn da người ta thấy khác không? Nghĩa là nó hồng, nó bóng lên. Rồi em lấy máy đo cái áp, em đo lại, đưa cái lăng dương cái nãy đó. À, rồi em đo cái áp, em đo lại. Hít sâu vô thở ra chị. Giữ lại chút, thở từ từ. Giữ lại chút, thở từ từ nha. Mày cái đống áp đi. Cải thiện hơn rồi đó. Lãi là huyết áp như 10 lẻ mấy hả? À? Hình như 9 mấy à? 9 mấy ở 9 mấy? 97. Ừ. Còn nhịp tim là 68. Ừ. 97, 96 rồi. Trầm lẽ nằm. Ừ, đơn này. Ha. Dạ. Nhịp tim 68.
Đó, có nghĩa là nãy giờ mình tác động, mình đưa khí lên, mình chuyển khí lên đầu thì bắt đầu là khí nó không còn thấp nữa. Nãy 97 giờ lên 105. Mà nếu mà mỗi một ngày vậy đó, phải cách một ngày mình khai thông một lần á, thì những bệnh lý này mình giải quyết rất là đơn giản, không có khó. Hiện giờ thì chị cảm nhận được cái đầu mình rất là nhẹ nhàng, ha, phơi phới luôn. Tất nhiên rồi, máu lên, ha, đưa lên thì cảm giác của mình là lúc này là mình cảm thấy là nhẹ nhàng, đầu cổ mình sẽ ngủ ngon. Tại vì á, nãy giờ mình tác động hai huyệt an yên, an yên nó làm cho đi sâu thì giấc ngủ hơn. Cho nên là những cái người ta, nhiều người á bị mất ngủ á, ít ai nhớ tới huyệt an yên này. Nếu mà chúng ta so thường xuyên á thì ngủ sẽ rất là ngon. Huyệt an yên thì mình lấy từ phong trì cho mình đo ra, nha, nhớ nha. Cảm ơn. Nó ra khoảng một thốn rưỡi, hai thốn này, chắc hai thốn mà. Hai thốn, mình đo ra hai thốn. Nguyệt an miên 1 hoặc an miên 2 thì nói chung là nó hai nguyệt an miên, nhưng mà thật ra khi mình tác động thì nó tán hết hai nguyệt luôn. Đó, nó rất là tốt. Nhớ nha, nhớ so lỗ tai thường xuyên nha. Sáng ngủ vậy á. So lỗ tai rồi chị so mặt. Ha, chị so mặt. So hai tay của mình á, so cho nóng lên. Sau đó chúng ta so lên vùng mặt, rồi hai cái tay ém như này mình kéo ra trong căng mắt nó cơ luôn á, nó khỏi đi nâng cơ luôn. Có nghĩa là khi mình làm xong rồi đó, máu nó sẽ nuôi được, cái máu sẽ lên được, rồi đó, khi đó là mình cảm giác được cái mặt của mình nó càng ngày nó càng hồng bóng lên. À nè, ha, nãy mình làm nãy giờ chỉ có một lần thôi mà gương mặt nó đã hồng lên rồi nè. Đó là cũng là một cách để mình xử lý bệnh nhân mà ảnh hưởng của cái vấn đề mà hay bị xỉu nè. Nghĩa là huyết áp thấp quá, đừng để cho nó thấp, nó kẹp gì không được, mình giải quyết nó cho nó tăng lên. Rồi xong nha, rồi kết thúc nha mọi người ơi.